vị, và đây là cô trợ lý vô cùng xinh đẹp và duyên dáng của Quang Bảo, Chinem. Xin chào mọi người. Trợ lý của chương trình Access 25 lại là China đây. Ngày hôm nay China sẽ gặp rất là nhiều bạn đồng trang lứa của mình, đặc biệt là một bạn rất thân, đúng không? Trong nhóm B336. Không thân anh. Không thân hả? Không thân. Không quen, không biết gì hết trơn. Em chỉ biết mỗi chị chị Phương nè, rồi anh Windy thôi, còn bạn còn lại em không biết. À vậy hả? Em thực sự không biết là ai hết trơn. Thấy có vẻ căng căng từ thư ký ha. Nhưng mà thôi, chúng ta hãy cùng đón chào bốn người chơi chúng ta ngày hôm nay. Đầu tiên là người mà thư ký trên em không hề quen biết, Thi Up. Rồi. Ô Xanh Lá là một cô diễn viên trẻ tuổi, tài năng và duyên dáng, đó chính là Mai Bích Trâm. Còn ở Ô Màu Trắng, đó chính là diễn viên Nam Phương. Ô Màu Xanh Dương, đó chính là một streamer và cùng tài năng, Winnie. Đúng là mỗi người mỗi vẻ ha. Có diễn viên, có streamer, có ca sĩ đồ. Nhưng mà các bạn có một điểm chung là đều còn rất trẻ. Chúng ta hãy cùng chờ xem là cuộc chiến từ bốn bạn trẻ này như thế nào quý vị nha. Ngay bây giờ sẽ đến với câu hỏi đầu tiên của ngày hôm nay. Đầu tiên là câu hỏi đến từ ca sĩ Trang My. Xin chào tất cả mọi người, mình là Trang My. Và ngày hôm nay Trang My sẽ đặt ra câu hỏi dành cho bốn người chơi. Đó chính là có một bà phù thủy và một cái ao. Có ba người đàn ông xuất hiện. Người đàn ông thứ nhất ném xuống một chiếc dép thì bị bà phù thủy bắt lại. Và người đàn ông thứ hai ném xuống một bịch rác cũng bị bà phù thủy nhốt lại. Hỏi người đàn ông thứ ba tại sao ném cái gì xuống mà an toàn không bị bà phù thủy nhốt lại. Chúc mọi người may mắn và trả lời đúng câu hỏi này nhé. Đó là câu hỏi từ Giang My. Xin mời các người chơi của chúng ta, xin mời tiếp. Đáp án của em là ông ấy ném bà phù thủy xuống. Ném bà phù thủy, và đó là đáp án chính xác. Xin chúc mừng Tiếp. Yeah. Suy luận hợp lý thôi đúng không? Cái người nào mà cứ nhốt mình hoài, mình cứ ném mình đó luôn là khỏi bị nhốt nữa, an toàn nhất. Còn ngay bây giờ, Tiếp sẽ là người đầu tiên giành được ô số 13. Câu hỏi tiếp theo. Trong trận chung kết bóng đá thì sau khi tiếng còi khai cuộc vang lên sẽ có bao nhiêu người trong sân thi đấu? Bao nhiêu? 23. 23, đó chính là đáp án chính xác. Xin chúc mừng Nam Phương. Mỗi đội sẽ có 11 cầu thủ, cộng lại là 22. Nhưng còn một người đặc biệt quan trọng, đó chính là trọng tài. Tổng cộng lại là 23. Đúng rồi. Xin mời Nam Phương, xin lựa chọn lưu số. Em lấy số 12 ạ. Số 12 là lựa chọn của Nam Phương. Lâu lắm rồi anh em chúng ta mới gặp nhau đúng không? Từ dạ lúc vâng. Mà quay một cái đoạn quảng cáo nhỏ cho một cái bộ phim sitcom. Thế thì dạo này là em tham gia hoạt động nghệ thuật như thế nào? Từ sau khi cuộc thi Miss Teen 2017 em được giải quán quân thì em đã hoạt động theo diễn viên, VJ cũng như là có hoạt động YouTuber nữa. Rồi, xin cảm ơn Nam Phương. Một cô gái rất trẻ, rất năng động thưa quý vị. Xin mời chị Và tiếp theo em sẽ đọc câu hỏi như sau. Nếu nuôi một con cá vàng trong phòng tối thì sau một thời gian con cá đấy sẽ bị biến thành màu gì? Xin mời Mai Bích Trâm. Em nghĩ là con cá đó nó vẫn màu vàng. Ê. Màu sắc của một con cá được xác định một phần bởi các sắc tố trong các tế bào. Cá vàng và nhiều động vật khác thay đổi màu sắc để đáp ứng với mức độ ánh sáng và nó sẽ chuyển thành màu trắng hoặc mất màu. Rất tiếc cho Mai Bích Trâm. Mời Mai Bích Trâm đứng ở đằng trước, khoanh tay lại đi em. Đứng đây phải không anh? Dạ đúng. Đúng rồi, khoanh tay lại. Em sai mọi người ơi. Rồi. Tiếp và tục. Câu hỏi tiếp theo mà mọi người xem đoạn clip sau đây. Đây là một loài chim rất nhỏ, có khả năng thăng bằng một chỗ giữa không trung. Hãy cho biết tên của loài chim này. Xin mời Nam Phương. Chim này là con chim rùi. Em chốt chim luôn. Rùi là đáp án chính xác. Xin chúc mừng. Chim rùi hay còn gọi là chim ong, tốc độ vỗ cánh rất là nhanh. Rồi xin mời Nam Phương. Em xin chọn số 14 á. Ô số 14. Và đã ăn luôn số 13 của Tiếp. Mình mới gặp nhau lần đầu tiên thôi mà. Sao phải ác vậy? Không phải em, đó là điều bắt buộc em à. Kiểu gì bắt cũng bắt buộc nhau phải đấy. Ăn cả Trước khi em hỏi, em hỏi vui mọi người cái fall in love là gì mọi người? Là yêu đúng không? Vậy mọi người chắc nghĩ cái câu này chắc liên quan tới tình yêu phải không? Nhưng mà thật ra câu này chủ đề thể thao nha. Trời ơi. Chủ đề thể thao nha.
là đó. Trời ơi, sao nó chéo nguyêu vậy? Dạ. Trời ơi, thư ký của tôi ơi. Em đi một cái vòng gì mà từ Bắc vô Nam mà không có điểm dừng luôn vậy em? Dạ, tại vì em thích em tạo nét vậy. À, tạo nét vậy thôi đó hả? Tạo nét vậy thôi á. Là câu hỏi, có một môn thể thao sử dụng từ love như là một thuật ngữ để chỉ tỷ số trận đấu. Đó là môn thể thao nào? Xin mời Wendy. Em nghĩ là chỉ love tức là tình yêu đặt vô đó nhiều. Chắc là môn bóng đá. Tại vì em thấy mọi người yêu bóng đá rất là nhiều, nhất là Việt Nam mình. Mỗi lần mà Việt Nam vô địch là đùng đùng ngoài đường. Nhưng mà cái này là thuật ngữ trong Việt Nam một đâu. Cái bộ môn thể thao mà. Tự nhiên em nói bóng đá cái mọi người có vẻ như là à không, đôi khi mọi người tạo nét thôi. Rồi đúng rồi, đó chỉ là một bước tạo nét. Ok, em vẫn là bóng đá. Bóng đá là đáp án sai. Mời em đưa xuống. Thành tay lại. Xuống đi anh. Love là từ được dùng trong bộ môn quần vợt. Số 0 hay còn gọi là zero đọc là love. Ví dụ như nếu như mà tỷ số đang là 0-30 thì họ sẽ đọc là love 30. Câu hỏi tiếp theo. Trong một khu rừng nọ có ngựa, báo và linh dương. Hãy cho biết nếu ba con chạy đua, con nào về nhất, con nào về bét. Mời Nam Phương. Con báo sẽ chạy nhanh nhất thì nó sẽ về nhất. Thì em cứ chốt linh dương với lại ngựa. Mình nghĩ cái gì thì mình cứ chốt cái đó. Con. Hết giờ. Con hết giờ, bây giờ cuối. Hết giờ. Thưa quý vị, linh dương có tốc độ trung bình vào khoảng 80 cho tới 88 km/h. Đối với ngựa khoảng 70 km/h. Và báo cheetah là loài động vật nhanh nhất thế giới với 110 km/h. Xin chúc mừng Nam Phương. Mời Nam Phương chọn ô số 18 đi. Số 18 là sự lựa chọn của Nam Phương. Và câu hỏi tiếp theo. Quốc huy của Australia có sự xuất hiện của hai con vật. Đó là những con vật gì? Mời tiếp. Chắc chắn là Australia phải có con kangaroo. Chính xác. Còn lại thì em đang bò và tót. Đã hiểu. Vậy thì đó đáp án chính xác. Xin chúc mừng tiếp. Đó chính là những con vật rất là nổi tiếng của nước Úc, kangaroo và đà điểu. Mời tiếp chọn ô. Rồi, em có tham vọng là em phải chặn được ba cái ô trắng kia. Ủa? Là em sẽ chọn 15. Mình mới gặp nhau mà tiếp. Cứ từ từ thôi, đôi khi là những người mà ta chưa trả lời chưa có điểm bây giờ mà lúc sau ta bứt phá đó. Dạ đúng rồi, thật ra là em đang dồn nén cái công lực mình lại để phút cuối là em ăn đúng rồi lên. À anh này không có nói, em nghĩ là Wendy thôi. Dạ thì đó anh. Câu hỏi có 3 sự lựa chọn. Câu hỏi như sau. Nụ hôn là thứ thiêng liêng và đẹp đẽ nhất trong tình yêu. Tuy nhiên hôn làm sao, hôn ở đâu vào lúc nào cũng rất là quan trọng. Cụ thể ở thành phố Logan thuộc bang Colorado ở Mỹ, nụ hôn cũng bị coi là hành động phạm pháp trong trường hợp nào sau đây? A. Hôn vợ vào ngày chủ nhật. B. Hôn người phụ nữ đang ngủ say, giống như chuyện công chúa ngủ trong rừng đó mọi người. C. Hôn tại ga tàu. À, thì cẩn thận ông bị phạt tiếp đấy. A, B, C, D. Trời ơi, giờ chơi lộn luôn. Nào, luôn. Em chọn B. Bất chấp đó là gì? Em chơi là phải có điểm, mà không có điểm là hơi bị quê. Nên là dù sai em đứng trước em phạt, nhưng mà thà là em dám em chơi. Anh bảo hiểu không? À là mình dám thất hiểu bại không? Thất bại là mẹ thành công, nhưng mà đa số cuộc đời em gặp mẹ hoài luôn. Đây, có những thông tin rất thú vị. Ở Pháp sẽ cấm hôn nhau ở ga tàu. Ở bang Connecticut của Mỹ, Hereford cấm hôn vợ vào ngày chủ nhật. Còn ở bang Colorado, thành phố Logan thì cấm hôn vợ khi vợ đang ngủ say. Và đáp án B là đáp án chính xác. Xin chúc mừng. Anh bảo là tên em chưa rồi. Chúc mừng Mai Bích Trâm đã có cú ăn may đầu tiên. Mời em chọn ô đi nào. Theo như số tuổi của em thì em quyết định chọn số 6. Tại vì em mới học lớp 1 thôi mọi người ơi. Ô số 6 là lựa chọn của Mai Bích Trâm. Nhìn như vậy thôi nhưng mà rất nguy hiểm thưa quý vị. Bởi vì biết đâu chừng câu tiếp theo Trâm trả lời đúng nên sẽ ăn được 2 ô của Nam Phương thì sao. Xin mời chị em. Câu này nói về bộ phim Đi tìm Nemo. Kể về hành trình ông bố cá hề Marlin đi tìm con trai của mình. Tuy nhiên ở trong tự nhiên, cá hề khi mới sinh ra chỉ có thể mang một giới tính duy nhất. Khi trưởng thành, một số con mới chuyển đổi thành giới tính còn lại. Vậy giới tính của cá hề lúc mới sinh ra là đực hay là cái? Xin mời Wendy. Theo em là sẽ là cái.
Có nghĩa là khi mà trưởng thành nó sẽ mọc ra thêm hả anh Đức? Cũng phải không? Phải không? Cái này cũng là hợp lý ha. Mà không biết đáp án nó có đúng hay không. Đáp án là tất cả cá hề lúc mới sinh ra đều là con đực, nhưng một số lại phát triển thành giới tính cái và có thêm các cơ quan sinh sản khi cần thiết. Chị buồn cùng Wendy, mình di chuyển đến với câu hỏi tiếp theo. Và câu hỏi tiếp theo, đây là hình ảnh trong MV ca nhạc nào mà mọi người xem. Xin mời Nam Phương. Hãy chào cho anh của Sơn cùng MCB. Insight cho mừng Nam Phương. Em có một câu hỏi bonus là trong cái MV này có một cái động tác rất là hot trend. Chị có biết động tác gì không? Đó chính là vũ điệu đau nách nha mọi người. Đau hả? Vũ điệu gì? Đau nách. Đau nách. Mọi người biết là con người mình nó làm gì rất là mệt mỏi, một ngày rất là mệt mỏi đi, thì anh Tùng anh hiểu được tâm lý đó của mọi người. Anh đẩy vô cái ca khúc của ảnh có nghĩa là vậy nè, đau nách, mọi người hiểu không? Rồi làm vậy có bớt đau không? Em thấy đau hơn. Riêng động tác của Sơn Tùng người ta gọi là động tác gãy tay. Gãy tay, còn cái này là của đây, đau nách là của em đó. Em giữ được signature của em đi, đừng chuyển với ai hết nha. Mai Bích Trâm chọn ô, xin mời Nam Phương chọn ô. Em chọn ô 11 ạ. Ô 11 luôn của Nam Phương. À, để ngăn chặn không cho tí ấp ăn. Hợp lý. Cày thế nhỉ. Và tiếp theo là câu hỏi trong mã Morse, dấu gạch ngang đọc là tè. Vậy tè là thể hiện con số mấy? Xin mời Wendy. Thường mấy lập trình về trước thì chắc là kiểu 0 với 1 nhiều. Giờ chưa có điểm, em chọn số 0 đại đi. Bất chấp để có điểm hả? Không, là bạn chính xác, xin chúc mừng. Xin mời em chọn không? Số 1. Ô số 1, xin chọn của Wendy. Câu hỏi tiếp theo, nếu một cô gái ở Hawaii cài bông hoa sứ lên tay trái và đứng trước mặt bạn thì cô ấy muốn thể hiện điều gì? Anh bảo hiểu không? Đôi khi cuộc sống mình nam một hình độc thân. Độc thân, độc thân ý là bông nè, cua em đi. Trời ơi, nó thẳng thần vậy luôn hả chị? Bây giờ hãy nghe ba gợi ý đáp án coi có độc thân gợi hay không. Gợi ý đáp án như sau: A, xin lỗi em đã có chồng. B, em chưa chồng, mình hẹn hò đi. C, em là mẹ đơn thân quyến rũ. B là có đó, em chưa chồng. B. Cài hoa sứ lên tay bên phải thì có nghĩa là cô ấy chưa kết hôn và đang chờ đợi chàng hoàng tử trong mơ. Ngược lại, nếu cô ấy đeo hoa bên tay trái nghĩa là đã có chồng. Không phải này chị. Hồi nãy là anh bảo nó là em đọc sai mà. Em đọc thân là chính xác rồi. Đúng rồi. Mà em bước đến đây và đứng đọc thân một mình thôi. Không ai đứng cạnh em đâu, Mai Bích Trâm à. Ủa là sao? Nãy em trả lời đúng mà. Hay quá mà. Câu hỏi của em là tay trái. Tay trái chứ không phải là tay phải chị nha. Và câu hỏi tiếp theo như sau: mỗi dịp Tết Trung Thu, chúng ta thường thấy những khóa thân của chú Cuội và chị Hằng đi bên cạnh nhau rất là thân thiết. Vậy chị Hằng là gì của chú Cuội? Em biết. Xin mời tiếp. Ngày trước em có tham gia chương trình có phải đóng một cái tiểu phẩm là về chú Cuội và chị Hằng. Thì em phải tìm hiểu qua rồi. Thì chị Hằng là chuyện cổ tích của Trung Quốc. Còn chú Cuội là của Việt Nam. Nên là hai người này chả là cái gì của nhau. Em không dính dáng gì luôn. Không liên quan. Không dính dáng gì nhau, đáp án chính xác. Xin chúc mừng tiếp. Mời tiếp chọn ô. Tính toán sao mà để ăn được tất cả cái ô trắng kia đây nhỉ? Nè nè nha. Nhìn không nhiều đứa mắt quá. Số 10 đi. Để câu sau thì em sẽ chọn được số 22, ăn được 2 điểm luôn. Ok, nhất đi. Ô số 10 sẽ chọn tiếp. Và câu hỏi tiếp theo, logo trong phim của hãng hoạt hình Pixar có một dụng cụ để bàn mà các bạn học sinh rất cần, đó là gì? Xin mời Nam Phương. Cái đèn bàn á. Đèn bàn đã bán chính xác, xin chúc mừng. Xin mời Nam Phương chọn ô. Em chọn số 5. Ô số 5 là sự lựa chọn của Nam Phương. Và câu hỏi tiếp theo, sắp xếp các chữ cái sau thành từ có nghĩa. Cuồng ngố. Xin được mời Mai Bích Trâm. Chắc đứng nữa quá. Là sao, mình xếp lại phải không? Ừ. Cuồng ngông. Cái gì? Chồng ngố. Cồn ngôn.
Hết giờ. Yeah. Xin mời chị lên đứng phạt. Xin mời chị đứng phạt. Nguồn gốc. Trời ơi. Người nhìn không được. Mời chị nè. Và câu hỏi tiếp theo mọi người nghe kỹ nha. Câu này sai ở điểm nào? Tóp mỡ, dưa hành, câu đối đỏ, cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh. Mời anh Wendy. Thịt mỡ. Chữ thịt mỡ hay chữ tiếp mỡ. Xin chúc mừng Wendy. Mời em chọn ô. Em chọn ô số 16 ạ. Ô số 16 xin chúc mừng. Ôi mất điểm với chị ơi. Ủa? Không điểm luôn rồi. Ủa? Và như vậy là Mai Bích Trâm đã không còn điểm số nào cả. Và trở lại với vị trí ban đầu là 0 điểm thưa quý vị. 2 điểm là của T-Oc, 4 điểm của Wendy và 5 điểm của Nam Phương. Câu hỏi tiếp theo. Trong bài thơ Vội Vàng của Xuân Diệu, tháng giêng ngon như cái gì? Xin mời T-Oc. Cái này dễ lắm nè. Cặp môi ngà. Chính xác, xin chúc mừng. Ủa mà em không hiểu cặp môi gần là ngon ra sao hả? Đây để chị nói cho em biết. Với kinh nghiệm và tuổi đời của chị 6 tuổi. Không, nhưng mà em coi em đọc thơ văn rất là nhiều. Thì theo như em biết là cặp môi gần có khi người ta nghe lộn qua là cặp môi gừng. Và nếu như mà ai ăn gừng nhiều á thì người ta thơm mùi gừng. Không đúng nữa hả? Em đang làm lũng đoạn thế hệ luôn, biết chọn đi không? Bây giờ kiến thức của em. Xin mời T-Hub chọn không? Em sẽ chọn số 22. 22 là của T-Hub. Rồi ơi. Và lấy luôn được ô 14 và 18 của Nam Phương. Wow. Chúng ta đã có được một sự chuyển đổi. T-Hub đã vượt được dẫn đầu với 5 điểm, xin chúc mừng T-Hub. Có khoảng 15% dân số thế giới mắc hội chứng Chibophobia. Trời ơi, tôi bị nè. Chibu. Đây là một trong những chứng bệnh về tâm lý ám chỉ nỗi sợ về điều gì? Mời T-Hub. Đây là một căn bệnh mà Gina em rất là sợ anh ạ. Mắc rất là nặng. Đáp án là sợ nhìn lỗ. Đúng rồi, đúng rồi. Sợ nhìn nhiều lỗ là đáp án chính xác. Xin chúc mừng T-Hub. Nhờ bạn của em mà em đã có điểm đó. Nhờ em okay. Đó, cái này là em cho điểm anh đó. Cho em số 8 ạ. Số 8. Ôi. Và câu hỏi tiếp theo. Em bé vừa mới sinh ra không có bộ phận nào giống như người... Đã... chưa xong chưa không chưa. Cái này kiến thức của chị năm trong tiềm thức bây giờ đi khai khai bụng nó lên bánh chè hả xưa bánh chè chắc không vợ chắc xưa bánh chè là đáp án chính xác. Xin chúc mừng Mai Bích Trâm. Trời kiểu như là từ đầu tới giờ hiếm lắm. Mai quá quý vị ơi, hiếm lắm mới được có đúng một điểm á. Mời em chọn ô. Em sẽ chọn số 3. Xin chúc mừng Mai Bích Trâm ô số 3. Và câu hỏi tiếp theo. Hoạt động nào sau đây khiến toàn bộ hoạt động trong cơ thể ngừng lại, thậm chí là cả trái tim cũng ngừng đập? Mời Nam Phương. Axi, đúng rồi, lúc mà chúng ta axi là toàn bộ nó ngưng hoạt động hết. Chính xác, thưa quý vị. 20 đi em, đi ăn ô. Ăn xí ốc đi chị. Đúng rồi, ăn liền cho 20. Em ăn liền ngay lập tức. 20 thì chọn có Nam Phương mà ăn được ô 10 và 15. Chúc mừng em. Câu hỏi tiếp theo. Ánh sáng nào sau đây có bước sóng dài nhất, tức là có thể thấy rõ bằng mắt người nhất? Màu đỏ. Màu đỏ là đáp án chính xác. Xin chúc mừng. Xin mời Nam Phương chọn ô. À, chọn 20. 24. Em sẽ chọn số 2. Ô số 2 thì lựa chọn của Nam Phương. Wow. Trời ơi. Và câu hỏi tiếp theo. Sắp xếp các chữ cái sau đây thành từ có nghĩa cai hang lơ. Em lần này em biết chơi, em thề, em sure luôn. Em sure mà em sai thì em sao? Coi như em xui. Nhưng mà cái này em không xui đâu. Làng trai. Rất là tình luôn. Nào, chính xác quý vị ơi. Yeah. Trời ơi. Đau đầu quá. Anh hiểu em là bỏ con tép mà bắt con tôm chưa? À, anh thấy rồi. Mời em chọn ô đi nè. Ơi, chọn 23 được không? Được. 23 nha. Chọn 23 là ăn nguyên một cặp luôn. 23. Xin chúc mừng anh Trâm. Oh my god. Chị có một chưa? Câu hỏi nào thôi. Thấy chiến thuật em chưa? Một sự đảo ngược điểm rất ngoạn mục nhờ những câu trả lời ăn may của Mai Bích Trâm. Không. Tiếp theo là câu hỏi có 3 gợi ý. Trong chiến tranh thế giới thứ 2, tháp nghiêng Pisa được sử dụng để làm gì? Không thèm nghe luôn, không thèm nghe ý luôn. Anh học giỏi lịch sử của em. Mời em.
dùng để nấp vào để nhùng ống, dùng ống nhòm để quan sát, quan sát địch, trạm quan sát. Trạm quan sát là đáp án chính xác. Thứ một tiếp, em chọn 24, lấy luôn 2 điểm. Dịch lại điểm của Bích Trâm và Bích Trâm ngỡ ngàng bàng hoàng. Nãy mới vui luôn á. Ừ, mất rồi hả? Đúng rồi. Phút này sao ta? Kỳ ha. Ừ, chị nét buồn coi. Buồn ghê. Và câu hỏi tiếp theo, tượng đài nữ thần tự do là tác phẩm điêu khắc nằm trên đảo Liberty, Hoa Kỳ. Đây là món quà của quốc gia. Ơi, nãy biết nè. Mời tiếp. Này là Pháp tặng cho nước Mỹ. Chính xác. Đây là món quà của nhân dân Pháp đã tặng cho nước Mỹ vào năm 1886 nhằm kỷ niệm chiến thắng của cách mạng Mỹ và việc bãi bỏ chế độ nô lệ. Xin chúc mừng tiếp. Em hãy chọn số 17. 17 là sự lựa chọn của tiếp. Câu hỏi tiếp theo, ở một vòng xoay giao thông có một chiếc xe ô tô bất ngờ dừng lại và nhường đường cho một chiếc xe máy và một chiếc xe đạp. Và vì dừng xe bất ngờ nên chiếc xe xích lô chở chiếc xe đạp điện đã đâm vào đít xe ô tô. Thấy sự cố trên đường thì anh cảnh sát giao thông liền chạy xe tới để xử lý. Hồi nãy giờ có bao nhiêu phương tiện giao thông xuất hiện ở vòng xoay? Mời Nam Phương. 6 6 là đáp án chính xác. Chúc mừng Nam Phương. Chọn ô. Em chọn số 4. Ô số 4. Xin chúc mừng Nam Phương. Và như vậy là sau 20 câu hỏi thì hiện giờ số điểm như sau. 2 điểm là số điểm dành cho Mai Bích Trâm. Tiếp có 4 điểm, Wendy có 4 điểm và tạm thời dẫn đầu với 10 điểm là Nam Phương. Xin chúc mừng. Ngay bây giờ sẽ câu hỏi cơ hội tấn công, attack chance. Riêng câu hỏi này, nếu như ai trả lời chính xác được quyền chọn một ô và sau đó phá bỏ một ô của đối thủ. Cho nên hãy nắm bắt lấy cơ hội này các bạn nhé. Câu hỏi của attack chance như sau. Bình Ngô Đại Cáo được xem như là một bản tuyên ngôn độc lập thứ hai của nước ta. Vậy, bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên. Ủa? Đây là bài Nam Quốc Sơn Hà. Nam Quốc Sơn Hà là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước Việt Nam chúng ta, hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng. Rồi, tiếp. Phải ăn Nam Phương, tại vì là bài đang cao điểm nhất, em phải hạ lại xuống trước đã. Rồi, bây giờ tiếp có quyền phá bỏ một ô đối thủ nữa. Số 3 là nhiều nhất. Ok, em sẽ chọn số 3. Số 3 là sự lựa chọn của tiếp. Và câu hỏi tiếp theo, dâu tây là đặc sản của Đà Lạt. Vậy thì hãy cho biết cây dâu tây thuộc họ hoa gì? Xin mời tiếp. Cây dâu tây thuộc họ hoa hồng. Wow. Hoa hồng. Hoa hồng. Chính xác, chúc mừng tiếp. Chết rồi. Chắc chắn luôn rồi. Em chọn số 3. Số 3 thì dẫn công ty Up, xin chúc mừng. Và nhờ như vậy thì Tiếp đã trả Mai Bích Trâm về lại vị trí của mình. Không còn điểm nào cả và Tiếp vươn lên dẫn đầu với 10 điểm, xin chúc mừng. Mai Bích Trâm, em hãy cổ vũ cho các bạn chơi nhiệt tình vào nhé. Xin mời mọi người xem hình ảnh sau đây. Con cú cộng con voi cộng con sư tử cho kết quả bằng bao nhiêu? Quá là dễ luôn. Quá là dễ luôn. Xin mời Wendy. Cái con đầu tiên là 15. Ừ. Thành ra là khi mà con cú nó là 15 rồi. Con cú 15 cộng với con voi 18 thì ra con voi bằng 3. Đó, con sư tử là bằng 3 nhân với 3 là 9. Ừ. Thì 9 cộng với 15 cộng với lại 3 nữa là 27. 27 đáp án chính xác, chứ mừng Wendy. Rất là hợp lý, phân tích cực kỳ chính xác luôn. Câu hỏi không quá khó, mời Wendy chọn ô. Em sẽ chọn số 9 hoặc 19. Em sẽ chọn số 19. 19 là sự lựa chọn. Dù mất 25 em vẫn không bị ăn điểm. Wendy, Wendy đã ăn rất nhiều điểm của Tiếp và đã vượt lên dẫn đầu với 9 điểm. Xin chúc mừng Wendy. Và tiếp theo là một câu hỏi mẹo chơi chữ liên quan đến ngôn ngữ đồng âm, cho nên là mọi người hãy lắng nghe thật kỹ. Câu hỏi như sau. A, B và C đi chơi. A, B, C đi qua cầu. Còn một người ở lại đó là ai? A, B, C đi chơi. Qua lại dễ. A, B, C đi qua cầu.
bấm chuông. Xin mời tiếp. Còn lại B. Tại sao? A, B, C rồi. B, nhấc lên B đi qua. Còn lại B. Chính xác, xin chúc mừng tiếp. Rồi, bây giờ mời tiếp. Em chọn số 9. Số 9 là sự lựa chọn của tiếp. Rất nhiều thứ đã xảy ra trong vài câu hỏi vừa rồi. Liên tục có những điểm số thay đổi. Tuy nhiên, chỉ có một điểm số duy nhất không thay đổi. Đó là của Mai Bích Trâm. Thật ra là em nghe lời anh Bảo dặn là hãy cổ vũ các bạn chơi thật tốt. Cho nên là em biết nhưng mà em vẫn im lặng cho các bạn. Cảm ơn em, em làm rất tốt công việc ngày hôm nay. Ok, cố lên. Câu hỏi tiếp theo. Cá koi là một loại cá cảnh nổi tiếng của Nhật Bản, sống chủ yếu ở vùng nước mặn hay nước ngọt? Xin mời Mai Bích Trâm. Nước ngọt, nước ngọt. Chính xác, xin chúc mừng. Ờ, đúng rồi, dạ. Yeah. Bây giờ tính ra quyền sinh sát trong tay em đó. Không, em chọn 25. 25 là sự lựa chọn của Mai Bích Trâm. Trời ơi. Không sao, Wendy vẫn còn cơ hội lấy được một ô này để cân bằng điểm số với T-Up, cho nên cơ hội vẫn còn. Còn hai bạn kia, thắng hay thua lỡ câu này. Nếu như mà em ăn được 21 thì T-Up sẽ thua T-Up nha. Tại vì em mất 22, 23, 24 luôn, cho nên có rất là nhiều đường tính ở đây. Em bắt buộc phải giành được 21. Nam Phương lấy 21 em cũng thua. Wendy lấy 21 thì em cân bằng. Mai Minh Trâm lấy 21 là em thua. Còn em lấy 21 thì em thắng. Vậy thôi. Okay. Ok. Và câu hỏi tiếp theo có 3 sự lựa chọn. Cây đàn có xuất xứ từ Tây Ban Nha nên còn có tên gọi là Tây Ban Cầm. Đó là cây đàn nào? Không cần nghe sự lựa chọn. Đây là một nhạc cụ đã gắn liền với sự nghiệp âm nhạc của em từ bé đến giờ rồi. Ừ. Đây là đàn guitar. Tại sao không hỏi con chuột hay là bàn phím gì cũng được. Đúng trời. Em nói guitar là đáp án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng T-Up. Và như vậy câu số 21 đã thuộc về T-Up cũng như là 13 và 17. Xin chúc mừng. Quý vị thân mến, như vậy sau vòng thi đầu tiên này thì Mai Bích Trâm có 1 điểm, bằng điểm với nhau 6 điểm là Wendy cùng với lại Nam Phương. Và người giành chiến thắng với điểm số 12 là T-Up, xin chúc mừng. Bây giờ T-Up sẽ phải bước vào vòng đặc biệt. Ở vòng này, những ô số T-Up đã chọn sẽ được mở ra. Sẽ có 7 gợi ý bằng hình ảnh. Sau khi 7 gợi ý kết thúc, T-Up có 20 giây để đưa ra câu trả lời của mình. Và bây giờ sẽ là câu đặc biệt của chương trình. Câu hỏi đặc biệt như sau. Đây là ai? À. Trời ơi. Trời ơi. Câu này nếu mà là Wendy thì chết với Wendy rồi. Ôi. Cay ấy nhờ. Chết rồi. Đúng cay luôn, sao nãy em đổi câu này ra trước là em ăn rồi. Câu đặc biệt mà đổi trước. Ôi, định mệnh cứ gọi tên một người mà thôi. Không rồi, chơi game. Faker. Faker. Cái anh này lên báo rất là nhiều. Anh là người Hàn Quốc. Và anh ấy chơi một cái game là cũng khá là quen thuộc ở Việt Nam. Lần thứ nhiều người chơi lắm là Liên Minh Huyền Thoại. Wow. Đó là câu trả lời của T-Up. Em chốt chưa? Chưa. Sự lựa chọn của T-Up là Faker. Chúng ta hãy mở tất cả các ô còn lại và cùng xem gợi ý. Có thành phố Seoul, Hàn Quốc. Giải đấu thế giới môn thể thao điện tử Liên Minh Huyền Thoại năm 2018. Bậc thầy thế giới trong việc điều khiển Rise, nhân vật trong game Liên Minh Huyền Thoại, đạt kỷ lục với 3 chiếc cúp vô địch thế giới Liên Minh Huyền Thoại năm 2013, 2015 và 2016. Là một trong những thành viên của đội SK Telecom T1. Hình ảnh trong ca khúc Fake Love BTS gợi đến tên nhân vật này. Uncutable Diamond King, quỷ vương bất tử là cái tên mà fan hâm mộ dành để mô tả về anh. Và đó chính là Lee Sang-hyuk, hay còn gọi là Faker. Xin chúc mừng T-Up. Đây, người bạn thân của em, mời em hãy trao tấm bảng này. Đây. Xin chúc mừng T-Up với giải thưởng 10 triệu đồng của đại chiến tứ sắc ở sắc 25. Xin được cảm ơn ba bạn chơi còn lại. Quý vị thân mến, đến đây thì chương trình của chúng tôi xin được phép khép lại. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lúc 20h30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Xin chào, hẹn gặp lại ạ.